Đấy, chị sẽ đóng hết đồ. Chị đi dép vào này, cho đỡ lạnh thôi. Này sẽ nội thất đẹp nhỉ? Chị thuê thiết kế. Mấy ở mà nó bán này? Em định mua căn rộng hơn. Thực ra nhà bố mẹ chị đẹp cũng nhà em cũng gần đây mà. Vâng, sàn nhà tắm em vẫn để nguyên thế. Vâng, sàn nhà tắm em vẫn để nguyên. Vâng. Nguyên bản. Em không thích sàn gỗ mà tại vì thiết kế từ đầu lên là nó màu sàn gạch nên là em cứ y nguyên theo thiết kế. Cái cửa em vẫn để cửa cũ của họ hay là cửa mới? Cửa cũ đấy. Cửa cũ nguyên bản đấy chị. Cửa cũ nguyên bản đấy. Nhưng mà đứng này cứ mở ra là ồn. Thực ra ở trên này nó cũng có khoảng cách thì nó cũng không ổn lắm đâu chị. Cái đợt trước cái con năm ngoái thì em ở trên tầng, nhưng mà khách nhà kia lại rất nhiều rầm. Đúng rồi, chính xác, đã có chuẩn đó.